you today, Mr. Again, I'm very happy to see you in this video. And today we study with we study Unit 6 Vietnam now and then. Yeah, do you love Vietnam? Yeah, Miss Hoa loves Vietnam so much because I am Vietnamese. Qua chào tất cả. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học một bài Unit 6 nói về Việt Nam. Trước kia và bây giờ, không biết các em có yêu Việt Nam không, nhưng đối với cô Hoa, Hoa rất yêu Việt Nam bởi vì cô là người Việt Nam. And you know, I'm very proud of being Vietnamese. Và cô rất là tự hào khi mình được là người Việt Nam ạ. Yeah, because I was born in Hanoi, that is the capital of Vietnam. So how to say? I don't know how to say, but whenever any foreigners ask me about Vietnam, you know, I talk to them many things about the people, the nature, the sightseeing, and many things. Yeah, about food, about Vietnam. Yeah, I introduce Vietnam a lot to them. Yeah. Cô được sinh ra Hà Nội và cô đó là một thủ đô của đất nước Việt Nam, và khi bất cứ một người bạn người nước ngoài nào hỏi cô về đất nước thì cô đã khoe về Việt Nam rất là nhiều, có thể là về gì ạ, đất nước, con người, đúng không ạ, và cả các món ăn nữa. Ok, so now let's see some informations about Vietnam now and then through vocabularies in Unit 6. Ok, và sau đây chúng ta sẽ cùng đi khám phá Việt Nam thông qua bài các từ vựng, thông qua từ vựng của Unit 6 Việt Nam bây giờ, trước đó và bây giờ. Ok, let's go, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Nào, từ đầu tiên nhá. Annoyed. Annoyed, đây là một tính từ khó chịu hay bực mình. Và các em ơi, chúng mình có một cấu trúc như sau: to get annoyed. Đây là một cấu trúc ạ. I get annoyed. Tôi rất là khó chịu with my friends. Tôi rất là bực mình, khó chịu bạn của mình. Thế các em biết rằng đây là một cấu trúc. Sau get thì là loại từ gì ạ? Tính từ phải không? Ok. Tính từ số 2 đó là từ gì đấy ạ? Yeah. Astonished. Astonished. Có nghĩa là gì? Kinh ngạc. Boom. Boom. Bùng nổ. Danh từ ạ. Sự bùng nổ. Ok. Compartment. Compartment, toa xe. Hồi xưa đúng không ạ? Đi tàu nhiều hơn đúng không ạ? Now, again please. Annoyed, astonished, astonished. Boom, boom. Compartment, compartment. Right? Very good. Now, next is, yeah, clanging. Cái chữ này phụ âm, chúng ta đọc cho cô Hoa nhé. Phát âm này. Yeah, các em đọc sẽ không ra hơi được từ này mà chỉ ở trong họng của chúng ta thôi. Again, yeah, that's right. Yeah, again please, clanging, clanging. Các em đọc phải ra như là cái mũi, cái chúng ta không thở bằng mũi, cũng không thở bằng họng, mà lúc này chúng ta hơi nín thở một tí. Đấy, hơi nín thở đúng không ạ? Again, clanging, clanging. Yeah, tiếng leng keng. Yeah, cooperative. Cooperative, đây là một tính từ chúng ta dịch là hợp tác. Chúng ta có động từ của nó như sau ạ. To cooperate. Cooperate là một động từ nghĩa là hợp tác. Sự hợp tác, danh từ chúng ta có danh từ cooperation. Cooperation, đây là một danh từ các em nhé. Chúng ta có từ gì ạ? Elevated. Elevated, âm thanh thứ nhất ạ. Yeah, walkway. Walkway có nghĩa là gì ạ? Lối đi dành cho người đi bộ. Ok. Nào, tiếp theo, nước xuất khẩu hay là nhà xuất khẩu, we say yeah, exporter. Exporter. Ok. Người xuất khẩu ạ. Rồi các em chú ý giúp cô này, cái từ export. Export. Nếu nó là động từ thì nó sẽ rơi vào âm tiết số 2. Các em nhớ nhá. Nhưng nếu như là một danh từ, tức là sự xuất khẩu đấy ạ, thì lại là âm tiết số 1. Ok, now let's read this. Export. Export, danh từ đúng không? Và đây là nước xuất khẩu, we say exporter. Exporter. Ok, again please. Yeah. Clanging. Clanging. Elevated walkway. Walkway. That's good. Exporter. Exporter. Right? Tiếp theo nhá. Yeah. Extended family. Extended family có nghĩa là gì ạ? Gia đình nhiều thế hệ. Ok.
Hay chúng ta ngoài cái từ này ra, cô cho chúng mình thêm một từ nhá, đồng nghĩa nhá. Chúng ta có một từ là gì ạ? Joint family. Gia đình nhiều người, nhiều thế hệ cùng sống trong một mái nhà thì người ta gọi là joint family. Cái ngược lại của nó tức là gia đình hạt nhân. Gia đình hạt nhân tức là gì? Chỉ có bố mẹ này, con cái, ok, tức là gia đình nhỏ đấy ạ. So we say nuclear family. Ok, now read to me please. Joint family. Nuclear family. Thank you. That is. Tiếp theo nhá. Yeah. Flyover. Flyover. Ông biết rồi mấy ạ? Số nhất. À, chơi chiến dịch là gì ạ? Cầu vượt. À, để cho xe hoặc xe máy ô tô đi. Ok, flyover. Ok, yeah. Manual. Manual có nghĩa là gì ạ? Làm gì đó bằng tay. Bây giờ ví dụ của nó là tôi làm việc chân tay chẳng hạn. Nào, ok, chúng ta sẽ dùng cấu trúc như sau. To do a manual work. Làm công việc chân tay. Ok, ví dụ làm công việc đầu óc. Ngược lại đúng không ạ? Chúng mình có cấu trúc như sau. To do intellectual work. À, các em chú ý cho câu 2 nhé. Đó là từ work, phiên âm của nó là gì ạ? Ờ dài. Now again please. Do a manual work. That is, okay. Do an intellectual work. Now again please. Intellectual. Intellectual. That's good. Okay. Tiếp theo nhá. Yeah. Mushroom. Mushroom. Okay. Mọc lên như nấm. Okay. Noticeable. Noticeable. Có nghĩa là gây chú ý, đáng chú ý. Okay. Thế thì đối với cái từ này, chúng ta có cấu trúc như sau. To take. Chúng ta đây là một cấu trúc đi với động từ take, ok? To take notice of. Now, again please, take notice of. Ok? Tính từ này, noticeable. Noticeable. Ok. Âm tiết số mấy ạ? Số nhất. Bởi vì nó hộ tố là gì? Able. Thì cho âm sẽ rơi vào âm tiết đầu đầu tiên. À, các em nhớ nhất đó là nguyên tắc vậy. Now, again, react to me all of these words, please, everyone. Now, extended family. Flyover, manure, mushroom, noticeable, noticeable. That is, thank you. Now the next is, yeah, bây giờ nuclear family, gia đình hạt nhân ạ. Yeah, photo, tên chủ này, photo, photo, not photo nhá. Trong tiếng Anh không có cái âm nào gọi là âm như kiểu chữ O đâu ạ. No, we say O. We say oh, yeah, photo, photo, ok, tiếp theo nhá, yeah, exhibition, exhibition, có nghĩa là triển lãm ảnh. Now, again please, photo exhibition, exhibition, that is, ok, người đi bộ trên vỉa hè, so we say, yeah, pedestrian, pedestrian, that's good, yeah, roof, roof, mái nhà. Now, rubber, rubber. Chúng ta dịch là cao su hoặc cục tẩy á, cục tẩy chúng ta dùng hàng ngày á, rubber. Okay, now again please. Now, nuclear family. Photo exhibition. Photo exhibition. Pedestrian. Pedestrian. Roof. U dài nhỉ? U. Roof. Mái nhà. Rubber. Rubber. Okay. Now, tiếp theo nhá. Sandals. Sandals là cái dép sandal chúng ta đi hàng ngày ạ. Sandals. Ok. Yeah. Thatched house. House. Thatched house. Em chú ý này. Cái tính từ này, người ta kết thúc là chữ gì đấy ạ? Vậy thì khi kết thúc là y em gọi là t. Thế là thở cho cô Hoa nhá. Now, again please. Yeah. Thatched. 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 That's good. House, nhà tranh màu mái lá. Ok. Tiled. Tiled. We say lợp ngói hay là bằng ngói. Ngôi nhà lợp ngói hồi xưa đấy ạ. Ok, bây giờ ít khi nhà lợp ngói đúng không em? Tram. Tram. Xe điện, tàu điện. Đừng đọc là tram. No, we say tram. Tram. Mờ ạ. Ok. Nào, tiếp theo chúng ta có từ trench. Change.
hào giao thông ạ. Okay, now again after Lisa, all of these words please. Okay, now Sanders, Sanders, thatched, thatched house, tiled, tiled, tram, tram, trench, trench, trench. That's good. Hào giao thông. Okay, yeah, tunnel. Tunnel có nghĩa là gì ạ? Đường hầm hay cống ngầm ạ? Yeah, underpass. Underpass có nghĩa là gì ạ? Đường hầm cho người đi bộ qua đường. Okay. Now again, tunnel, tunnel, underpass, underpass. That's good. Okay. Okay, so vậy là ngày hôm nay cô đã dạy chúng mình những từ vựng liên quan đến bài Unit 6 Việt Nam Then and Now. Okay, rồi vậy là nhiệm vụ chúng ta vẫn như một ngày đó là gì? Listen and repeat and remember the pronunciation and stress syllable. Và nhiệm vụ chúng ta vẫn là gì? Nghe, nhắc lại, đọc đúng chỗ âm và phần chỗ âm của từ. Okay, so you know, just by practice, just by practicing speaking and reading a lot, yeah, your pronunciation in English will be much better. Em biết rằng đấy chỉ cần có một cách đó là gì ạ? Đọc nhiều, nói nhiều thì cái việc phát âm của các em sẽ tốt hơn lên rất là nhiều. Okay. Và trong vậy, hôm nay chúng ta sẽ học những ngữ pháp của những bài tập của Unit 6, Then and Now. Okay. Yeah. Và chúng ta cùng xem hôm nay học ngữ pháp chúng ta học phần nào nhé. Chúng ta sẽ học hai phần ngày hôm nay các em ạ. Phần thứ nhất đó là gì ạ? Phần past perfect tense, quá khứ hoàn thành. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ học cùng với cô và không qua một cái slide nào cả. Vì cô Hoa tin rằng với cách giảng rất là dễ hiểu và tự nhiên cô Hoa chúng mình sẽ nhớ rất là nhiều nhá. Yeah. Okay. Bây giờ chúng ta phải hiểu là thế cách sử dụng quá khứ hoàn thành như thế nào? Chúng ta nhưng mà trước khi học đến phần này, cô Hoa sẽ chia sẻ chúng mình một cái ví dụ trước. Cô có một câu như sau ạ. My mother had cooked dinner before I came home yesterday. Rồi cô Hoa có một câu như này. Mẹ tôi đã nấu ăn tối trước khi tôi về đến nhà ngày hôm qua. Vậy thứ nhất chúng ta thấy rằng hành động này là xảy ra trong quá khứ, đúng không ạ? Trong quá khứ, cho nên chúng ta có từ yesterday. Thế còn chúng ta thấy rằng đây là had cooked, đây chính là quá khứ hoàn thành. Và quá khứ hoàn thành đã xảy ra, cái hành động mà mẹ nấu đã xảy ra trước hay là sau hành động về nhà, mình về nhà? Đúng rồi, hành động mẹ nấu đã xảy ra trước quá khứ hoàn thành, trước hành động mình về nhà. Vậy cái hành động mà xảy ra trước đó chúng ta phải dùng quá khứ hoàn thành. Là chúng ta cùng xem một chúng ta xem ví dụ này. Thì chúng ta quá khứ này chúng ta có cấu trúc như sau: S cộng với gì đấy ạ? Trợ động từ had, đúng không? Và cộng với phân từ hai. Ok, right. Rồi, vậy suy ra đây là cấu trúc của quá khứ hoàn thành. Đây chính là cấu trúc của câu khẳng định. Câu phủ định cô Hoa vẫn viết tắt là dấu trừ. Mình sẽ nói là gì? S hadn't cộng với phân từ 2. Được chưa ạ? Rồi, chúng ta có phần câu hỏi nhé. Question. Question thì chúng ta chỉ làm một việc đơn giản như sau. Chúng ta cho trợ động từ had lên trên trước chủ ngữ là xong ạ. Nhà had cộng với S và cộng với phân từ 2. Vậy là xong nhé. Vậy suy ra, cô Hoa vừa cho chúng mình một ví dụ như vậy rồi. Chúng ta ghi cách sử dụng như sau. Cách sử dụng này, chúng mình cùng ghi nhớ qua cùng đọc này. Quá khứ hoàn thành diễn tả hành động. Quá khứ hoàn thành diễn tả hành động phẩy sự việc đã xảy ra và đã hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ. Nào, mình cùng ghi lại này. Đã xảy ra và đã hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ. Các em nhớ cho cô Hoa nhé, là đã xảy ra và đã hoàn thành. Xảy ra rồi, nhưng cũng phải làm gì? Hoàn thành rồi. Thì lúc đó chúng ta mới dùng quá khứ hoàn thành.
Dạ, xong chưa ạ? Rồi, và một cái phần rất là quan trọng nữa, đó là chúng ta cần phải nhận biết, dấu hiệu nhận biết của nó là gì? Chúng ta có dấu hiệu nhận biết của quá khứ hoàn thành như sau. Đó là after. After, người ta dịch là sau khi, và before là trước khi. Được chưa ạ? Rồi, nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm phần bài tập ứng dụng em nhé. Hi, chào em. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp phần ngữ pháp thứ hai của phần ngữ pháp của Unit 6. Đó là phần gì đấy ạ? Chúng ta có cấu trúc như sau. Cấu trúc này em sẽ gặp rất nhiều lặp đi lặp lại. Nó có cả một bài dạng bài tập riêng ở trong bài học của chúng ta. Cấu trúc của chúng ta là chủ từ hay cô gọi là chủ ngữ đấy ạ. Chủ từ cộng động từ to be cộng tính từ cộng that. Và nhớ sau that phải là một mệnh đề. Cho cùng xem ví dụ nhé. We were relieved that we had done well in the exam. Chúng tôi đã rất hài lòng vì là chúng tôi đã hoàn thành tốt kỳ thi, đã làm bài tốt trong kỳ thi. Bây giờ chúng ta thấy đúng cấu trúc không này? Chủ ngữ này, cộng động từ to be này, và cộng tính từ này, cộng với that, và we had done well in the exam. Đây gọi là mệnh đề. Ok ạ? Rồi, thế thì đấy là chúng ta đã đơn giản thôi ạ. Ngữ pháp của bài này chúng ta chỉ có lý thuyết như vậy thôi, rất đơn giản. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp nhau trong video nói về chúng ta sẽ cùng những bài tập ứng dụng em nhé. Trước tiên chúng ta sẽ làm bài tập ứng dụng phần ngữ pháp nhé. Bài đầu tiên ạ. Fill in each blank with the past perfect form of the verb in blankets. Bài này có nghĩa là gì? Người ta yêu cầu là viết các vào điền từ vào ô trống với dạng đúng của từ ở dạng gì đấy? Past perfect là quá khứ hoàn thành em nhé. Nào chúng ta cùng làm từng câu nào. Number one, before the 1990s, trams be a popular means of transport in Hanoi. Yeah. Trước những năm 1990 thì trams là xe điện ạ. Xe điện là một cái phương tiện rất là phổ biến ở Hà Nội. Các em ghi cho cô cấu trúc này. Means of transport có nghĩa là phương tiện. Nào, read to me, please. Transport. Ok, rồi, vậy suy ra đáp án câu 1 của chúng ta ở đây sẽ là gì đấy ạ? Trước năm 90, những năm 90 là trong quá khứ đơn đúng không ạ? Vậy hành động đã xảy ra trước đó thì lúc đó chúng ta phải dùng quá khứ hoàn thành. Vậy cho sẽ nói là gì ạ? Had. Và phân từ 2 của be là been em nhé. Been. Cô mời chúng mình làm cho cô hoa câu số 2 nhé. I won the game because I play it a lot with my brother. Tôi đã thắng trận game đó bởi vì tôi đã chơi rất là nhiều với cái game đó với anh trai của tôi rồi. Vậy hành động chơi trước khi thắng cái trận game này đã là xảy ra trước và đã hoàn thành trước rồi đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ dùng quá khứ hoàn thành. Chúng ta chia thành gì ạ? Had played. Câu phần thứ 2 đúng không ạ? Cô mời chúng mình làm cho cô câu số 3 nhé. How long you use your mobile phone before it broke down? Cái video qua cấu trúc này, broke down có nghĩa là hỏng ạ. Đây là một phrasal verb. Câu này nghĩa là như sau: bạn sử dụng cái điện thoại di động của bạn được bao lâu rồi trước khi nó bị hỏng? Nó bị hỏng. Thế thì cái hành động mà xảy ra, cái hành động mà sử dụng là phải xảy ra trước rồi đúng không ạ? Và đây là câu hỏi, vậy em sẽ nói như nào nhỉ? How long have you used? Cô mời chúng mình làm cho cô câu số 4 nhé. Before the invention of television, people only see films at the cinema. Chúng ta có từ before này. Đây chính là dấu hiệu nhận biết của quá khứ hoàn thành đúng không ạ? Trước khi có cái phát minh của TV thì mọi người chỉ xem phim ở rạp chiếu phim thôi. Đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ chia gì nhỉ? Had only seen. Đúng không ạ? Quá khứ hoàn thành. Cũng mời chúng mình làm cho cô câu số 5 nhé. Before the 1990s, Vietnam have an old banking system. Trước năm 90 thì Việt Nam có hệ thống ngân hàng rất là cổ ạ, cũ ạ. Nha. Vậy hành động mà đã có hệ thống ngân hàng này đã xảy ra trước những năm 1990 trong quá khứ rồi. Vậy chúng ta cũng dùng quá khứ hoàn thành had. Và phân từ 2 của động từ have là had. Đúng không ạ? Ok, right. Cô mời chúng mình làm cho cô câu số 6 nhé. Vietnam experienced decades of fighting for freedom before the country became totally independent. Independent, now read to me please. Independent có nghĩa là độc lập.
Việt Nam đã có những cái thế, tức là decades, là thế kỷ đúng không ạ, đấu tranh cho độc lập trước khi mà đất nước đã được hoàn toàn được thống nhất, được độc lập. Về hành động mà đã experience, động từ to experience có nghĩa là trải nghiệm. Việt Nam đã trải qua rất nhiều cuộc đấu tranh, chiến tranh đúng không ạ? Vậy ở đây cái việc mà xảy ra chúng ta phải trải nghiệm trước thì bắt đầu chúng ta mới có kết quả là hoàn toàn độc lập đúng không ạ? Vậy hành động mà đã trải nghiệm đó phải dùng quá khứ hoàn thành, đúng không em? Ok, vậy câu 6 đáp của chúng ta sẽ là had experienced. Các em chú ý, cái động từ experience ở đây, cái từ experience ở đây là một động từ chứ không phải danh từ nhá. Ok. Rồi, và tiếp theo chúng ta làm dạng bài tập ngữ pháp số 2 ở chuyên đề thứ trong cái bài này là, nhưng mà cô trước khi làm bài đó cô muốn chúng mình phân biệt ba thì như sau. Thứ nhất, present perfect tense, hiện tại hoàn thành. Past simple tense, quá khứ đơn. Or past perfect tense, quá khứ hoàn thành. Được chưa? Chúng ta sẽ làm ba thì này nhá. Đây là bài tại sao cô cho vào trong bài này, bởi vì là trong sách của chúng ta là có cái dạng là phân biệt được ba thì này, không là chúng ta sẽ bị confused đấy. Cô sẽ giảng chúng mình sẽ hiểu hơn này. Chúng mình cùng làm nhé. Câu 1 ạ. When the waiter finally arrived with the food, the guest already left the restaurant. Cô dịch câu này như sau ạ. Khi mà waiter là nam phục vụ bàn ạ, khi người phục vụ bàn cuối cùng đã đến mang theo đồ ăn thì người khách đã rời khách sạn rồi. Đúng không ạ? Thế thì cái hành động chúng ta thấy này, cái hành động mà người phục vụ đến là xảy ra trước hay xảy ra sau ạ? Xảy ra sau. Còn hành động mà người khách đi rồi là xảy ra trước. Vậy hành động xảy ra trước một hành động khác và đã hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ, chúng ta dùng quá khứ hoàn thành. Vậy cái vế đằng sau chúng ta sẽ chia là gì ạ? Had already left. Được chưa? Had already left. Rồi, còn hành động đến quá khứ đơn thôi, xảy ra sau đúng không ạ? Arrived. Qua mời chúng mình lại cho cô câu số 2 nhé. I cannot see Mr. Qua. He just parked in front of the supermarket. Tôi không thể nhìn thấy ông Qua đâu cả. Không, người kia nói gì ạ? Ông ấy vừa đỗ xe ở trước cơ mà, ở trước siêu thị cơ mà, đúng không ạ? Vậy cái hành động mà ở đây chúng ta có từ just, mà đây các em thấy rằng cannot là một modal verb, động từ tình thái ở hiện tại. Vậy chứng tỏ câu này là tình huống ở trong hiện tại, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ dùng hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành là nhấn mạnh đến kết quả của hành động. Ok. Và đáp của chúng ta sẽ là gì ạ? Has just parked. Parked. Đỗ xe ạ. Đúng không ạ? Rồi, qua mời chúng mình làm cho cô câu số 3 nhé. The Smith spent 2 days in Hanoi before they traveled to Sapa last week. Tuần trước. Vậy thì tình huống này là ở trong quá khứ, đúng không ạ? Cô dịch câu này như sau. Gia đình Smith đã dành 2 ngày ở Hà Nội trước khi họ đi du lịch đến Sapa vào tuần trước. Vậy hành động mà dành 2 ngày Hà Nội đã xảy ra trước khi họ đi Sapa rồi, đúng không? Vậy lúc đó dành 2 ngày ở Hà Nội, chúng ta sẽ dùng quá khứ hoàn thành had spent. Đúng không ạ? Thế còn hành động đi du lịch xảy ra sau, chúng ta dùng quá khứ đơn. Và đáp của chúng ta sẽ là traveled. Traveled. Ok? Right. Cô mời chúng mình làm cho cô câu số 4 nhé. His bicycle wasn't there because someone took it without asking him. Nào, cái xe đạp của anh ấy không còn ở đó bởi vì ai đó đã lấy đó đi mà chẳng hỏi rồi. Em thấy rằng câu tình huống này ở trong hiện tại hay quá khứ ạ? Ở hiện tại, ở quá khứ ạ? Vì chúng ta có từ wasn't. Còn hành động mà ai đó đã lấy xe đi rồi, phải xảy ra trước, đúng không ạ? Vậy chúng ta dùng quá khứ hoàn thành. Câu 4 đáp án của chúng ta sẽ là had taken. Qua mời chúng mình làm cho cô câu số 5 nhé. My brother not called us since he moved to Ho Chi Minh City last month. Lại có từ last month đây ạ. Anh trai của tôi không gọi cho tôi kể từ khi anh ấy rời đến thành phố Hồ Chí Minh vào tuần trước. Đúng không ạ? Thế chúng ta thấy rằng câu này chỉ là đơn giản là câu kể lại thôi, đúng không ạ? Kể lại thì chúng ta chỉ dùng quá khứ đơn thôi, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ dùng như thế nào đây ạ? Không. Nhưng trong câu này chúng ta thấy có từ gì đây? Since, kể từ khi là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành. Nhưng trong câu này tình huống ở trong quá khứ, vậy chúng ta sẽ dùng quá khứ hoàn thành ở đây nha. Bây giờ sẽ nói là gì ạ? Hadn't
called. Và moved, đổi thành moved. Đúng không ạ? Rồi, câu này khá đơn giản phải không em? Một dạng tiếp theo chính là ngữ pháp phần số 2 ở trong phần ngữ pháp Unit 6 của chúng ta. Đó chính là các em hãy làm gì đấy ạ? Chúng ta hãy kết hợp hai câu thành một và sử dụng cấu trúc gì đấy? Chủ ngữ, cộng động từ to be, cộng tính từ, cộng that và đằng sau là một mệnh đề. Nào, chúng ta cùng làm với nhau em nhé. Chúng mình cùng làm câu 1 nào. We did well in the exam. We were relieved about that. Chúng tôi làm bài rất là tốt trong kỳ thi. Chúng tôi rất là gì ạ? Hào hứng với cái điều đó. Cái từ relieved, relieved nó còn có nghĩa là thở phào nhẹ nhõm nữa các em ạ. Ok, sau những hồi hộp, sau những vất vả, chúng ta thở phào là kết quả tốt rồi đúng không? Vậy chúng ta dùng đúng cấu trúc nào. Tình huống câu này là trùng trong quá khứ. Nào, to be trong quá khứ là gì đây? We were, đúng không ạ? Tính từ này, relieved, đúng không ạ? Nha, yeah. That. Và đằng sau là một mệnh đề. Nha, yeah. We, yeah. We did well in the exam. Xong chưa? Đơn giản đấy thôi ạ. Cô mời chúng mình làm cho cô câu số 2 nhé. I'm sorry about the school facilities our parents had. They were very poor. Tôi rất tiếc về cái trang thiết bị của nhà trường mà bố mẹ tôi đã có. Chúng thật sự rất là cũ. Này cho dùng đúng cấu trúc nào. I, và đây là ở tình huống ở trong hiện tại này, đúng không? I'm sorry mà. Vậy chúng ta sẽ nói gì? Tôi tiếc rằng. Chứ đâu phải dịch xin lỗi em nhá. I'm sorry, xin lỗi, nhưng trong tình huống này dịch là tôi tiếc rằng. I'm sorry that. Đúng không ạ? I'm sorry that the school facilities, đúng không? The facilities our parents had, đúng không ạ? Chấm chấm nhá. Yeah. Were very very poor. Được chưa? Rồi. Cô mời chúng mình làm cho cô tiếp câu số 3 nhé. Cô có thể bây giờ cô xóa được rồi đúng không ạ? Yeah, cô xóa phần này nhé. Đó. Rồi. Câu số 3 nào. Everyone was glad the government had decided to invest more in education. Các em chú ý này, invest có nghĩa là đầu tư. Đầu tư vào cái gì đó chúng ta dùng giới từ in. Invest in. Mọi người rất hào hứng, chính phủ đã quyết định đầu tư nhiều hơn nữa vào giáo dục. Ok, nào chúng ta xem. Everyone. Bây giờ thấy nó là mọi người hào hứng rằng, đúng không ạ? Everyone. Các em chú ý này, everyone là một đại từ bất định. Vì vậy chúng ta sẽ chia động từ dạng số it, cho nên chúng ta dùng was các em nhé. Everyone was glad that. Và đằng sau các em giữ nguyên cho cô. The government decided to invest more in education. Cô mời chúng mình làm cho cô câu số 4 nhé. It will be much safer to have elevated walkway and underpass system for the pedestrians. Everyone who is aware of this. Tạo lại thêm một số từ nào. Pedestrians. Pedestrians. Có nghĩa là gì ạ? Người đi bộ trên vỉa hè ạ. Câu này cô aware of. Aware of có nghĩa là nhận thức được điều gì đó. Cô dịch nhé. Sẽ an toàn hơn nếu khi mà có cái đường băng dành cho và tức là đường băng dành cho những người đi cầu thang máy ấy, mình hiểu như vậy cho cầu và một cái hệ thống đường cho những người đi bộ. Mọi người đều nhận thức được điều này. Nào, chúng ta cũng dùng được một chút này. Mọi người nhận thức được rằng, đúng không? Everyone is aware that. Và sao dụng nguyên? It will be much safer to đến tận đây. Nhá, ok. Rồi, tiếp theo cô mời chúng mình làm cho cô câu số 5 nhé. Chúng mình cùng làm câu số 5 nào. Life in the countryside has improved considerably. All of us are delighted about that. Cái mình cho cô cấu trúc này. Be delighted about something có nghĩa là hào hứng với điều gì đó. Cuộc sống ở nông thôn đã làm sao? Đã phát triển một cách đáng kể
considerably là một cách đáng kể. Tất cả chúng tôi đều rất là hào hứng về cái điều đấy. Vậy câu này chúng ta dùng thế nào đấy? All of us. All of us are delighted that. Có đúng một đề không ạ? Ấy nhá, chủ từ này, cộng to be này, cộng tính từ này, cộng that, và đằng sau giữ nguyên. That life in the countryside has improved considerably. Okay. Rồi. Và vậy là trong video ngày hôm nay, Khoa dạy chúng mình những bài tập ứng dụng liên quan đến thì quá khứ hoàn thành, quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành, quá khứ hiện tại hoàn thành nữa. Và sau đó là chúng ta đã làm những cái dạng bài tập liên quan đến cấu trúc, đó là gì nhỉ? Cứ nhắc lại nào, nhắc lại, chúng mình cùng nói lại. Cấu trúc gì đấy? S cộng với to be cộng với tính từ, đúng không ạ? Cộng với that và cộng với mệnh đề. Ok, qua chúc chúng mình học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video lần sau nhé. Goodbye for now. Have a good day. Bye.